Em giới thiệu với cả nhà, đây là giống bó xôi cửu long chịu nhiệt của hãng Trăng Nông nha cả nhà ơi. Loại này thì mình có thể trồng được quanh năm luôn ạ. Nóng cũng được mà lạnh cũng được. Nói chung là cây thì rất là khỏe, màu xanh hơi đậm nè. Loại này thì trồng được quanh năm, ở Việt Nam mình vùng nào cũng trồng được hết. Khách em thì trồng cái này rất là nhiều luôn. Họ mua trồng số lượng lớn luôn ấy, cho farm luôn ạ. Mua một gói thì 20 g, 20 g bên em có bao sỉ và bán lẻ toàn quốc luôn nè. Cả nhà có mà muốn tìm hiểu cái giống gì ấy, thì cứ inbox vào có số điện thoại hoặc là Zalo cho em nha. Nên trồng thử cái giống cải bó xôi này một lần ạ. Bởi vì nó ăn rất là ngon mà cũng dễ trồng nữa. Tỷ lệ nảy mầm là trên 85% ạ. Giống này là giống rất là đáng trồng nha cả nhà ơi.